Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tin rò rỉ về Nguyễn Đức Chung, tức Chung Con, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội từ nhà báo Võ Văn Tạo. Nhà báo Võ Văn Tạo sống tại Nha Trang, Khánh Hòa vừa công bố những thông tin rất khủng khiếp về nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo ông Tạo thì đây là tin từ bên trong rò rỉ ra bên ngoài. Theo thông tin này thì cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung không hề bị đầu độc như những tin đồn thổi trong thời gian vừa qua. Và như vậy thì ông Chung hàng ngày vẫn đến trụ sở để viết bản tờ khai. Cũng theo tin này thì thế lực nào đó đã thu giữ ở nhà lái xe riêng của ông Nguyễn Đức Chung 3 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra còn có sổ sách ghi đã đưa tiền cho hai ủy viên Bộ Chính trị. Vậy hai ủy viên Bộ Chính trị này là ai? Nguồn tin thì đã chỉ đích danh rõ ràng đó là Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình đã bị lưu giữ bằng chứng chỉ đạo và nhận tiền. Thì không biết là tiếp theo thì Bộ Công an, đặc biệt là ở bên C03 sẽ xử lý việc này như thế nào, vì liên quan đến hai ông chủ tịch cũng như là phó ông liên quan đến ông chủ tịch thành phố Hà Nội này, đó là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Có rất nhiều điều đáng phải phân tích về nguồn tin này. Thứ nhất là những tin như vậy không thường xuất hiện ở một địa chỉ rõ ràng. Nếu nó được đưa ra từ nước ngoài thì mang tính chất khác, nhưng nó thì lại được đưa ra từ một Facebook có tên tuổi, địa chỉ rõ ràng trong nước. Ngay trong khi thì luật an ninh mạng thắt chặt, nhiều người đã bị xử phạt vì những tin vu vơ, lặt vặt trong bối cảnh Ban chỉ đạo 35 về quản lý thông tin của Bộ Công an, thì Ban tuyên giáo đang kiểm soát ngặt nghèo mọi thông tin. Thì thông tin về nội bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam được đưa ra như vậy là một cú sốc thực sự. Có thể dễ dàng thấy được ở Đại hội 13 lần này những thông tin cung đình hay những bài viết bình luận phân tích về cung đình Cộng sản thưa thớt hơn Đại hội 12 rất nhiều vì vướng mắc đến luật an ninh mạng, cho nên các trang mà muốn đánh phá lẫn nhau cũng rất khó để mà đưa tin. Và những Facebooker từng nổi tiếng ầm ĩ đưa tin dạng này dạng kia nay cũng bật vô âm tín. Và thế nên việc thông tin dạng này đưa ra thời điểm này có thể là bước ngoặt lớn của cuộc đấu đá cung đình Cộng sản ở Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ hai là nguồn tin còn nói rằng mọi việc đang điều tra và dính đến thượng cấp của mình. Và như vậy thì có thể hiểu rằng người đưa tin còn cung cấp tin cho Võ Văn Tạo và bản thân người đưa tin không hề lo sợ việc ông Tạo bị bắt và khai ra mình. Có thể anh ta ở trong một thế lực lớn hơn và việc điều tra nguồn tin ở đâu ra nằm trong quyền hạn của phe cánh anh ta. Bởi thế anh ta tự tin một cách ngạo nghễ như vậy. Cứ theo nguồn tin thì chúng phải được đưa ra từ Bộ Công an, bởi việc thu giữ 3 triệu đô la và thông tin khác về việc điều tra đang diễn ra không phải là Bộ Công an thì không thể ai khác. Nói cách khác là nếu không phải tin do Bộ Công an đưa ra thì cơ quan an ninh đã gông cổ Võ Văn Tạo để điều tra ra ai là người đã cung cấp thông tin này. Giờ hãy đi sâu vào chi tiết thông tin mà nhà báo Võ Văn Tạo đã đưa ra. Ông Tạo là một Facebooker đấu tranh dân chủ nổi tiếng ở Việt Nam. Bản thân của nhà báo, ông chắc chắn hiểu biết về nghiệp vụ khi đưa tin đến công chúng. Cho nên những thông tin này cần nhiều điều phải bàn. Thứ nhất là ai đang giữ 3 triệu đô la này? Cơ quan an ninh, cơ quan cảnh sát điều tra chăng? Việc thu giữ này đã được tiến hành đúng luật tố tụng hình sự hay không? Và có giấy đồng ý của Viện Kiểm sát đã có lệnh khởi tố vụ án hay chưa? Và tại sao thông tin trên báo chí không nhắc đến số tiền này? Thứ hai là việc đưa tên của Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình nhận tiền của Nguyễn Đức Chung qua bằng chứng ghi chép sổ sách thu giữ tại nhà Chung Con sẽ được xử lý như thế nào? Thứ ba là Nguyễn Bá Thanh mang một cặp chật cứng bìa đỏ ra Hà Nội để hối lộ cho những ai lúc bấy giờ? Và thứ tư thì tại sao đã khám xét thu giữ tài liệu hối lộ số lượng lớn ngoại tệ mà vẫn để cho Nguyễn Đức Chung hàng ngày từ nhà đến ủy ban như người làm việc bình thường? Nếu đã khám xét thu giữ
và có bằng chứng, vật chứng, tang vật đầy đủ, tức là có lệnh khởi tố khám xét, vậy mà không thực hiện biện pháp ngăn chặn, lại để đi đi lại lại như vậy. Việc viết lời khai không thể tùy tiện để đương sự sáng đến nơi làm việc của mình viết rồi tối lại về nhà. Từ những câu hỏi được đặt ra nêu ở trên và có thể hiểu những nguồn tin này được tung ra trên một địa chỉ rõ ràng, mục đích nhằm đẩy Thủ tướng CMV Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình vào thế khó. Nếu như Nguyễn Đức Chung không bị kỷ luật, khởi tố, bắt giam thì rõ ràng là hai ông này đã nhận tiền của Nguyễn Đức Chung. Còn nếu hai ông này kiên quyết thực hiện việc bắt giữ, khởi tố Nguyễn Đức Chung thì sẽ mang tiếng là nhận tiền. Bị thông tin tiết lộ ra ngoài, đành phải thí tốt để cứu danh dự của mình. Người ta sẽ đánh giá nếu như hai ông trong sạch thì đã không thể thông tin nhận hối lộ bị tuồn ra ngoài mới bắt giữ đối tượng. Như thế thì chỉ có một cách tốt nhất cho ông Phúc và ông Bình là hai ông chấp nhận phương án Nguyễn Đức Chung đột tử vì bệnh lý nào đó. Tuy nhiên nếu vậy thì 3 triệu đô la ai đang giữ đó sẽ xử lý như thế nào theo pháp luật của Việt Nam? Chưa thể nhận xét được thông tin của Võ Văn Tạo đưa ra là bịa đặt, bởi như đã nói, trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường kiểm soát, trấn áp thông tin gay gắt như thế này, không dại gì một Facebooker nổi tiếng, một nhà báo đang sống tại Việt Nam lại đưa tin như thế. Hơn nữa, thông tin mà Nguyễn Đức Chung đang nằm viện là chịu sự giám sát của an ninh là rất khó kiểm chứng, vì không ai dễ có thể có điều kiện để chụp ảnh để làm bằng chứng. Và việc Nguyễn Đức Chung vẫn đi làm bình thường, ăn trưa ở căng tin hàng ngày, ủy ban vẫn cho xe đưa đón, rất dễ kiểm chứng và rất dễ chụp hình. Như vậy thì thông tin mà Nguyễn Đức Chung tự sát hoặc là bị đầu độc hoàn toàn không có căn cứ. Như thời gian vừa qua chúng tôi cũng đưa rất nhiều những thông tin liên quan đến cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung về những vấn đề ông ta tự sát hoặc là bị đầu độc. Bởi vì là thông tin chưa được kiểm chứng cho nên chúng tôi đưa một cách rất e dè. Và đến nay thì thông tin này gần như là đã được kiểm chứng, bởi vì một nhà văn, một nhà báo như Võ Văn Tạo đưa tin thì chắc hẳn là một thông tin rất chính xác. Thông tin này phải có nguồn rõ ràng thì Võ Văn Tạo mới có thể dám đưa tin. Cho nên dù đúng hay sai thì thông tin này quả là đòn nặng ký giáng vào nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam tại thời điểm chuẩn bị quan trọng nhất nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hộ chiếu vàng và những sợi dây treo cổ. Bình quân mỗi công dân Việt Nam đang sống trên đất nước này một năm có thu nhập bình quân khoảng 2.800 đô la, tương đương với 64,4 triệu Việt Nam đồng. Và như thế thì công dân có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở trên đất nước Việt Nam, muốn có tiền mua tấm hộ chiếu vàng của nước Cộng hòa Síp sẽ phải làm việc và dành toàn bộ số tiền kiếm được, nhịn ăn, nhịn mặc, thậm chí nhịn cả tiểu tiện trong suốt 963 năm. Nghĩa là để có thể mua được một tấm hộ chiếu vàng như người đại biểu đại diện cho nhân dân trong Quốc hội Việt Nam, ông Phạm Phú Quốc, dân Việt phải mất ít nhất 14 đời người. Dễ hiểu hơn, số tiền mua tấm hộ chiếu vàng ấy tương đương với toàn bộ thu nhập của 963 người Việt trong một năm. Phạm Phú Quốc, đại biểu Quốc hội thuộc đoàn thành phố Hồ Chí Minh, người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân, vừa được nêu tên trên một hãng thông tấn nước ngoài với vai trò là khách hàng mua quốc tịch của đảo Síp. Ông Quốc là đảng viên được giao nhiệm vụ quản lý tại một số doanh nghiệp nhà nước, xét về bản chất là cán bộ nhà nước chứ không phải là doanh nhân. Tiền bạc, tài sản doanh nghiệp mà ông đứng đầu dù là trăm tỷ hay ngàn tỷ, tất cả đều nguồn lực quốc gia, là tiền của dân, là mồ hôi, là xương máu của nhân dân. Vậy thì cán bộ nhà nước sống bằng mồ hôi nước mắt của dân, lấy đâu ra 60 đến 70 tỷ đồng vung tay mua thêm một quốc tịch? Giữa năm 2018, vợ chồng ông Phạm Phú Quốc bắt đầu nộp hồ sơ mua tấm hộ chiếu vàng này. Và cũng vào quãng giữa năm 2018 ấy, tại Gia Lai, một công dân Việt Nam mới 29 tuổi đã lựa chọn kết thúc cuộc đời mình bằng một sợi dây treo cổ, và kết quả là cái chết. Thứ còn lại kia lìa đời của công dân ấy là một thư tuyệt mệnh.
Ở đó là một cuộc sống cơ cực, bần hàn, không lối thoát. Những ngày cuối tháng 8 năm 2020 này, khi đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc được công bố đã sắm thêm cho mình tấm hộ chiếu vàng ship, thì tại Đắk Lắk, trong một khu trọ nghèo, hai công dân Việt Nam là vợ chồng của nhau đã lựa chọn lối thoát cho đời mình bằng hai sợi dây treo cổ. Họ đã kết thúc cuộc đời trong căn phòng trọ quạnh hiu giữa bệnh tật, đói nghèo và bế tắc. Sống ở đất nước này, có bao giờ người đang phải giật gấu vá vai, lo ăn, thiếu thốn, khốn cùng? Có biết bao nhiêu người đang bị cái đói, cái nghèo bủa vây, trói chặt? Có biết bao nhiêu là đời sống, bao nhiêu cuộc đời khổ đau và mỏi mệt, sống không có ngày mai, không hy vọng và không tương lai? Khát khao một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, tốt đẹp hơn là chính đáng. Đi tìm một lối thoát cho hiện thực bế tắc cũng là chính đáng. Chỉ có điều, ở một đất nước như Việt Nam, quan mà giàu thì dân sẽ nghèo, nhà quan mà thừa mứa thì nhà dân sẽ bần hàn. Thế cho nên, khi đại biểu Quốc hội tìm tương lai cho mình bằng cách bỏ ra vài triệu đô la mua quốc tịch ở một quốc gia châu Âu, thì có những người dân cũng đến châu Âu bằng con đường thủ nhân, để rồi mất mạng bên trong chiếc container đông lạnh trên con đường tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn. Và có những người ở lại tìm tương lai mãi tận kiếp sau bằng sợi dây treo cổ. Bi kịch xã hội ấy là của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ký quyết định về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm cặp đựng tài liệu đại biểu của Văn phòng tỉnh ủy và giao cho đơn vị này chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu được duyệt để đảm bảo đúng quy định về đấu thầu. Theo đó thì Đại hội Đảng tỉnh Quảng Bình sắp tới sẽ chi 2,2 tỷ đồng để mua cặp này tặng cho đại biểu và khách mời đến dự, mỗi cái dự toán là 3,5 triệu Việt Nam đồng. Đó chỉ là tính riêng cặp tặng mà tốn kém như thế rồi, nếu như 63 tỉnh thành đều đua nhau mua cặp thế này thì chẳng mấy chốc mà quan sứ ta có đa quốc tịch là phải cần phải đa đảng cho rườm ra làm gì. Và trong khi đó thì ở Mỹ, dân số hơn 3 lần nước ta, kinh tế, quân sự, chính trị lớn mạnh đứng đầu thế giới. Ngay lúc này họ cũng đang tổ chức đại hội các đảng. Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ tổ chức đại hội chỉ đơn giản lên đưa ra một mục tiêu tranh cử và phát triển chính sách làm cho Mỹ vĩ đại trở lại, làm sao cho thuyết phục được cử tri. Ngân sách các đảng tự đóng mà chi phí đại hội cấm đụng tới ngân sách quốc gia. Đất nước Mỹ đơn giản là vậy, đâu cần phô trương dán khẩu hiệu đỏ chơi, treo búa liềm khắp nơi ở các khu phố, đâu cần rườm rà tổ chức cơ sở khắp nơi bày ra quà cáp hoa hòe. Chính vì Mỹ đơn giản mà lại nghiêm túc vậy nên Mỹ mới giàu có, nhân dân của họ mới có tự do dân chủ, nhờ vậy nước Mỹ mới vĩ đại. Các ông miệng phấn đấu tiến lên chủ nghĩa xã hội nhưng tay thì cầm chắc hộ chiếu tư bản. Cuối cùng các ông bày ra để mà xà xẻo ngân sách chứ đâu phải vì nhân dân. Nhân dân đang khó khăn đại dịch, 1 triệu cho dân mà khè dân lên TV nhận miết. Còn cái đại hội đảng là chuyện riêng của đảng lại xà xẻo ngân sách một cách khốn nạn vô cùng tận. Nhiều người dân đặt câu hỏi rằng cặp này đựng gì mà mắc quá vậy, hộ chiếu ship hay hộ chiếu Ba Lan? Đây là tổ chức đại hội băng đảng ăn cướp chứ đảng cầm quyền cái gì? Thưa quý vị và các bạn, dư luận đang bức xúc về việc các tỉnh thi nhau chi tiền tỷ để mua cặp ra cho đại hội đảng. Tỉnh ủy Quảng Bình vừa thông báo chi 2,2 tỷ đồng để mua cặp đựng tài liệu cho khách mời và đại biểu tham dự đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Ngân sách chi cho hoạt động của đảng lần nữa gây xôn xao dư luận. Số tiền chi để mua cặp đựng tài liệu cho đại hội đảng và các cấp trên toàn quốc có thể tốn hàng chục tỷ đồng ngân sách nhà nước, bởi Quảng Bình không phải là tỉnh duy nhất thực hiện điều này. Không chỉ chuyện mua cặp, hoạt động đại hội đảng các cấp cũng đang ngốn rất nhiều tiền từ ngân sách nhà nước và đang gây nên nhiều bức xúc.
Trả lời BBC News tiếng Việt hôm 27 tháng 8, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang An nêu ý kiến chuyện ngân sách chi cho đại hội đảng đáng lẽ là phải tự lo lấy, nhưng vì độc đảng nên họ lấy tiền của dân để chi. Tất nhiên ở những nơi khác đa đảng thì không được quyền lấy một xu ngân sách của người dân. Các đảng ở các nước khác phải tự làm lấy, tự kêu gọi quyên góp. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì lấy tiền túi của dân vì họ lý lẽ rằng họ có công. Hiện Việt Nam đang vào mùa đại hội với hàng trăm đại hội các cấp lớn nhỏ để chuẩn bị cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng Giêng năm 2021. Chỉ tính riêng chi phí cặp đựng tài liệu, đại hội các cấp đã tiêu tốn hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng nếu có một thống kê đầy đủ hơn trên phạm vi toàn quốc. Trong bối cảnh đại dịch virus Vũ Hán, kinh tế đi xuống, thu ngân sách giảm, trong khi ngân sách cần phải dồn cho chống dịch và cứu nguy cho nền kinh tế, việc tổ chức đại hội với nhiều khoản chi phí kiểu cặp đựng tài liệu bị phê phán là gây lãng phí. Trả lời BBC News tiếng Việt hôm 27 tháng 8, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A nêu ý kiến chuyện ngân sách chi cho đại hội đảng lẽ ra là đảng phải tự lo lấy, nhưng vì độc đảng nên họ lấy tiền thuế của dân để chi. Tất nhiên, ở những nơi khác đa đảng thì họ không được quyền lấy một xu ngân khách sách của dân. Các đảng ở những nước khác phải tự làm lấy, tự kêu gọi quyên góp. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì lấy tiền túi của dân vì họ có lý lẽ là họ có công. Các chi bộ, đảng bộ, cấp chính quyền, các cơ quan đoàn thể, các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân ngốn một nguồn tiền khổng lồ cho hoạt động thường kỳ cho các đại hội đảng. Các khoản tiền này chủ yếu từ ngân sách nhà nước, một phần từ ngân sách các đơn vị có thu và đảng phí do đảng viên đóng. Việc sử dụng tiền thuế của dân nuôi bộ máy chính quyền công canh, lại thêm một bộ máy đảng và các cơ quan đoàn thể từ lâu là một đề tài gây nhiều bức xúc trong xã hội Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định về việc ngân sách chi tiêu cho đại hội đảng rất tất nhiên là cần thay đổi, nhưng để thay đổi được thì phải dẹp bỏ quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam vì các đảng chính trị, các định chế quan trọng trong việc làm nên luật. Ở nhiều nước có quy định ngân sách nhà nước có chi hỗ trợ cho đảng hoạt động theo các quy định rạch ròi và hỗ trợ kinh phí để các đảng vận động tranh cử. Quan trọng là các đảng phái phải có báo cái tài chính như bất kể tổ chức nào, phải có báo cáo đầy đủ. Và những điều này cần vạch rõ cho người dân thấy những điều vô lý như việc chi tiền tỷ để mua cặp da cho khách mời và đại biểu dự tham dự đại hội. Từ thời Liên Xô, độc đảng đều như thế cả, đều lấy tiền dân chi cho đại hội đảng, nên bảo đảng Việt Nam làm khác đi thì rất khó, ông Nguyễn Quang A nói thêm. Theo quyết định số 84 trên QĐ-TVK do Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành năm 2003 vẫn còn hiệu lực, nguồn kinh phí chi cho đại hội đảng được quy định như sau. Đại hội chi bộ đảng, bộ phận trực thuộc các đảng bộ xã, phường, thị trấn mức chi là 10.000 đồng trên một đại biểu dự đại hội trên ngày. Đại hội đảng tổ chức cơ sở và các cấp trên cơ sở, việc xác định kinh phí cho tổ chức đại hội đảng, tổ chức cơ sở và cấp trên cơ sở căn cứ vào quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về số ngày tổ chức đại hội, số đại biểu dự đại hội đảng các cấp và quy định cụ thể về chế độ chi đại hội đảng của Ban Tài chính, Quản trị Trung ương và Bộ Tài chính. Dư luận đang xôn xao về việc Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình hôm 6 tháng 8 ký quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm cặp đựng tài liệu khách mời cho khoảng 200 người đến tham dự Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17. Theo bảng dự đoán chi phí thì 200 khách mời khi tham dự đại hội thì mỗi vị khách mời sẽ được tặng một cặp da đựng tài liệu có giá trị 3,5 triệu Việt Nam đồng. Tổng chi phí mua cặp đựng tài liệu cho khách mời là 720 triệu Việt Nam đồng, bao gồm cả chi phí tư vấn lập hồ sơ và chi phí tư vấn thẩm định hồ sơ. Hôm 21 tháng 8, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình lại tiếp tục phê duyệt hồ sơ mời thầu gói mua sắm cặp đựng tài liệu cho khoảng 400 đại biểu đến tham dự đại hội. Cụ thể, mỗi đại biểu sẽ được tặng một cặp da có giá trị 3,7 triệu Việt Nam đồng. Loại cặp này được thông báo là cặp cán bộ xách tay giả da màu đen hiệu Ladoda và được sản xuất trong nước.
số lượng 400 cái tương ứng với gần 1,5 tỷ Việt Nam đồng. Như vậy thì tổng số tiền bỏ ra để mua cặp giả da đựng tài liệu mà Quảng Bình chi cho khoảng 400 đại biểu và 200 khách mời là 2,2 tỷ Việt Nam đồng, được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Việc Quảng Bình chi tiền để mua cặp cho người tham dự đại biểu đại hội đã thổi bùng lên những bức xúc trong dư luận xã hội. Trên Facebook cá nhân, Thịnh Nguyễn viết: ông Vũ Đại Thắng mới về làm bí thư tỉnh ủy Quảng Bình tháng trước, dân tình nhiều người làm báo Facebooker hoan hỉ hy vọng hôm nay tin ông ký chủ trương để cho Ủy ban Nhân dân chi 2,2 tỷ Việt Nam đồng mua cặp gọi là giả da, mỗi cái 3,7 triệu Việt Nam đồng làm quà tặng đại biểu, đúng là dội gáo nước lạnh vô mặt dân. Người này viết tiếp: 400 cái cặp da mỗi chiếc trị giá 3,7 triệu Việt Nam đồng, giả sử như ông quyết hỗ trợ cho 400 gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch virus Vũ Hán, tôi sẽ đặt hy vọng vào ông. Khoản tiền 3,7 triệu đồng mỗi nhà nghèo làm được nhiều thứ lắm. Nhà báo Lê Đức Dục viết trên Facebook cá nhân: mình á, mình thay vì 2 tỷ mua cặp, mình chỉ tặng mỗi người một cái huy hiệu gì đó kỷ niệm, còn thì đem đi xây 20 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, ghi biển đại hội 10 tặng, và khi đó thì bà con nhớ ơn cả đời. Trước Quảng Bình, nhiều tỉnh thành cũng tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm cặp đựng tài liệu với chất liệu, mẫu mã và giá cả đa dạng. Cụ thể, theo báo đấu thầu, tỉnh ủy Lâm Đồng duyệt gói thầu 1,18 tỷ Việt Nam đồng đã trúng mua sắm cặp tài liệu phục vụ cho Đại hội Đảng bộ của tỉnh, và công ty cổ phần Cara Việt Nam đã trúng thầu với giá 1,177 tỷ Việt Nam đồng. Mỗi chiếc cặp mà nhà thầu này cung cấp cho tỉnh Lâm Đồng giá 2.350.000 một chiếc, và chiếc cặp hai quai này và 2,7 triệu đồng với một chiếc cặp một quai, chất liệu da thật. Thành ủy Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc mua 406 chiếc cặp đựng tài liệu phục vụ cho Đại hội Đảng thành phố Phúc Yên. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Phúc Anh trúng thầu với giá đấu thầu là 466,9 triệu Việt Nam đồng mỗi chiếc cặp, chất liệu giả da có giá 1 triệu 150.000 Việt Nam đồng. Và văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Phúc chi 1,5 tỷ đồng mua 750 chiếc cặp, giá sau đấu thầu là 2 triệu đồng trên một chiếc. Công an tỉnh Thanh Hóa, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp Cao Bằng, huyện ủy Than Uyên, tỉnh Lai Châu, huyện ủy Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, huyện ủy Thường Tín, Hà Nội và rất nhiều đơn vị khác cũng lựa chọn mua loại cặp với giá trên 1 triệu đồng một chiếc, chủ yếu chất liệu giả da hoặc da tổng hợp. Không ít ý kiến cho rằng với loại cặp tại các đại hội này người ta sẽ vứt vào sọt rác, lại mất công đi dọn. Nhà báo Đào Tuấn viết: trên mạng giờ đang là cái cặp da này nom rất xúc phạm đến thẩm mỹ. Giả sử như mình mua cái cặp này giá 3,5 triệu thế nào cũng bị vợ mắng là đồ điên, đói dã họng còn phải ngửa tay xin tiền, giờ bày đặt mua một thứ không biết để làm gì. Tất nhiên trừ phi mua bằng tiền người khác lại còn được hoa hồng mấy chục phần trăm, giả sử mình xách chiếc cặp này về kiểu gì cũng lại bị mắng vì chỉ tổ rác nhà, mà rác nhà thì chuẩn bị tính tiền theo cần rồi. Việc đảng viên Phạm Phú Quốc mới đây bị lộ thông tin có quốc tịch ship đang làm cho dư luận từ bỡ ngỡ này đến bàng hoàng kia. Ngỡ ngàng là vì một đảng viên được cho là tép riu như Quốc mà lại có khối tài sản trong tay ít nhất là hàng chục triệu đô la. Và từ đó ta cũng bàng hoàng nhận ra rằng hàng vạn đảng viên cao cấp hơn nữa của Quốc thì tài sản khủng khiếp đến cỡ nào. Hèn gì bà bao nhiêu đầu tư cũng lỗ, bao nhiêu tài nguyên thiên nhiên không cánh mà bay. Chủ quyền ngày càng teo tóp, dự án nào cũng đội vốn hàng chục lần, và nó thậm chí tiến độ của nó cũng đội vốn theo. Đất đai thì bị cướp, dân thì bị cướp đất đai và chia cho tư bản đỏ. Tất cả sự thật ấy đều thể hiện hàng ngày qua sự oán hận của bà con dân oan, bác nông dân, chị gánh hàng rong. Theo lý lịch của Quốc, vào năm 2013, con trai của Quốc đi du học ở Anh Quốc, số tiền bỏ ra hàng trăm ngàn đô la
làm cho doanh nghiệp nhà nước lương 5 cọc 7 đồng, tiền đâu mà lắm thế. Rồi đến chuyện lộ ra phi vụ tuần tiền hàng triệu đô la mua quốc tịch ship. Lâu lâu ta thấy nhiều đảng viên quan chức phát ngôn đến độ ngô nghê mà cũng thật lòng, mà nói thật sự nó phũ phàng. Nguyễn Đức Trung thân làm tướng công an, nâng cao tinh thần chống Mỹ vì đảng dạy đó là thế lực thù địch. Vậy mà anh Trung có mấy đứa con đều tống sang bên Mỹ tất tần tật. Như đợt dịch vừa rồi, anh Trung ngộ nghĩnh là bảo là tôi bảo con tôi ở trong nhà 3 tháng chữ đồ ăn không đi ra ngoài. Thấy thật tâm chia sẻ chuyện con cái của Trung mà ta thấy nó xót xa trong lòng. Trong khi thì các ông bà đảng viên, tướng lĩnh, quan chức xúi cho các báo chí viết bài kiểu tan nát giấc mơ Mỹ, lên tiếng, lên án bọn tư bản dẫy chết, phải thì say sách chửi tư bản ra giả. Nhưng tay trái thì cầm hộ chiếu của tư bản, trong khi thì các ông bà quan chức đảng lên án chính phủ Mỹ và các nước tư bản để nhân dân đói khổ, thì các ông bà lại đẩy con cháu mình qua đó hết, là cớ làm sao? Mà chính ngay khi mồm xoen xoét giọng đạo đức tỏ ra là một vị quan mẫu mực, nhưng các ông bà tìm cách vơ vét bòn rút đục khoét ngân sách của nhà nước, ăn chặn để bao trẻ em đi học, không có con đường đi và không có con cầu để qua sông, phải lội bọc ly lon. Có nơi cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, cái đó gọi là đảng, là đạo đức, là văn minh đó sao? Sự việc đảng viên Phạm Phú Quốc chối bỏ quê hương để tháo chạy thật xa khỏi thiên đường xã hội chủ nghĩa để giữ khối tài sản mà y vơ vét được, cộng với biết bao nhiêu là điều bất công trong xã hội Việt Nam, từ tư pháp hủ hoại, lập pháp coi thường nhân dân, hành pháp thì một lũ lú lẫn đần độn, tạo mọi thứ thêm rối loạn. Công quyền thì hách dịch, công an muốn giết ai thì giết, bọn cướp đất thì muốn cướp ở đâu thì cướp, tạo ra hàng hàng lớp lớp dân oan kêu trời không thấu. Bọn doanh nghiệp thì vô đạo đức, thì bắt tay với quan chức để trốn thuế, bắt tay với chính quyền tự do hủy hoại môi trường, sống làm cho tỷ lệ ung thư cao có tiếng trên thế giới. Quan chức thì đưa cả dòng họ vào thay nhau cai trị ở một vùng riêng để mà xà xẻo xương máu của nhân dân, tài sản quốc gia. Tất cả những hệ lụy ấy, nó sinh ra trên thể chế độc tài để ngăn chặn những điều tệ hại trên, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xây dựng thiết lập tam chế, chế tam quyền, thể chế tam quyền phân lập là con đường duy nhất để xóa bỏ mọi sự xấu xa ấy. Vì khi có đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, ngoài nó là hình thức của một thể chế dân chủ, mà nó còn là căn bản của một xã hội văn minh. Lúc đó thì nguyên thủ quốc gia sẽ được lựa chọn theo ý nguyện của toàn dân, thông qua cuộc bầu cử tự do, ai tài giỏi, ai có những chính sách tốt nhất, thuyết phục nhân dân và nhân dân lựa chọn. Nó khác với ông già lú lẫn bị tai biến nhưng vẫn cứ khư khư ôm quyền lực, nằm ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà và ở nhà nhiều hơn ở cơ quan nhưng vẫn ăn hơn hàng chục cái lương béo bở nhất của chế độ dành cho ông. Chưa kể ông là một kẻ tay sai trung thành của Bắc Kinh vô điều kiện, lúc đó khi đảng nào nắm quyền cũng phải làm theo hiến pháp và phép luật. Anh không thể bao che bịt miệng dư luận, hay muốn làm gì đó thì làm, muốn nói gì đó thì nói như ở Việt Nam. Vì khi có đảng cạnh tranh sẽ soi từng cái sai và lên án cái sai ấy. Lúc đó thì muốn tham ô cũng rất khó, muốn làm sai cũng không được, vì họ là nơi đáng sống. Nên quan chức Cộng sản Việt Nam muốn chạy thục mạc sang ship hay châu Âu, Mỹ, chứ đời nào quan chức ở những quốc gia đó lại đó chạy qua Việt Nam, hoặc ở nơi đó chạy qua Việt Nam. Chẳng trách mới đây dư luận Việt Nam lại bức xúc phẫn nộ với bài viết của tiến sĩ xây dựng đảng Vũ Thị Nghĩa trên báo Đồng Nai ngày 21 tháng 7 vừa qua. Bài viết ấy thị kêu rằng Việt Nam không cần đa nguyên đa đảng, chúng ta cũng chẳng lạ gì khi đảng viên Cộng sản đều thích kêu gọi Việt Nam không cần đa nguyên đa đảng như thế. Thậm chí hồi tháng Giêng năm 2018, trước Quốc hội và đông đảo nhà báo, ông Trọng phát biểu rằng những đảng viên đòi đa nguyên đa đảng từ bỏ xã hội chủ nghĩa, thực hiện tam quyền phân lập là lạc hậu, bị tác động của bọn phản động, cần phải bị khai trừ ra khỏi đảng. Dư luận lúc đó cũng bàn tán dữ dội ý kiến của ông Trọng. Chưa xong thì tháng 7 năm 2018, ông Trọng lại dõng dạc tuyên bố rằng những kẻ đòi dân chủ đa nguyên, từ bỏ xã hội chủ nghĩa, tam quyền phân lập đều là bọn bất hảo.
miệng lên án những người đòi đa nguyên đa đảng là bất hảo, là thế lực thù địch, phản động. Nhưng chính ông ta tạo điều kiện cho đảng viên của mình tham ô vơ vét tài sản dưới cách cai trị độc đảng như hiện nay. Để rồi, chính đảng viên của ông ta từ ủy viên Bộ Chính trị xuống địa phương đều muốn làm bọn bất hảo, trong đó có Phạm Phú Quốc, Trịnh Xuân Thanh, Kim Thoa là một minh chứng không thể sống động hơn. Không cần đa nguyên đa đảng là chủ trương của Đảng Cộng sản, thực chất đó là cứu cánh biện minh cho phương tiện mà thôi. Ngụy biện, dối trời lừa dân. Các ông không cần đa đảng để các ông tham ô, chẳng ai phát hiện. Để các ông nổ súng cướp đất của ai, không ai cần có ai phán xét. Để cho các ông tự do quyết định tương lai của đất nước, cho dù đó là làm nô lệ cho Trung Cộng, phải không? Miệng nói không cần đa đảng, mà đảng viên đua nhau mua quốc tịch ở xứ đa đảng. Đó là tiêu chuẩn kép của người Cộng sản chăng? Không cần đa nguyên đa đảng, nhưng lại cần đa quốc tịch. Người Cộng sản đôi khi thật phức tạp và khó hiểu. Thưa quý vị và các bạn, khi đảng viên tháo chạy, sự kiện mà đảng viên Phạm Phú Quốc có quốc tịch thứ hai mới đây làm cho dư luận cực kỳ phẫn nộ. Phẫn nộ bởi vì ông ta là đảng viên khi tuyên thệ dưới lá cờ Búa Liềm luôn trung thành với đảng, với tổ quốc, thế mà lại mua quốc tịch nước ngoài, mà lại là quốc tịch đa đảng. Lúc tuyên thệ dõng dạc trước các bí thư chi bộ, Phạm Phú Quốc chắc chỉ thiếu cái phần thề phải trung thành với tổ quốc ship và nhân dân ship mà thôi. Phần nữa là vì Quốc là dân biểu, một tiếng nói đại diện cho nhân dân, cho nước, cho đất nước, phục vụ cho quyền lợi của đất nước mà lại mang quốc tịch của ngoại quốc. Điều này quá nguy hiểm, mà ta cũng không ngoại trừ khả năng là trong Quốc hội Việt Nam nhiều kẻ mang song tịch. Nhìn vào các dự luật như luật đặc khu, luật miễn visa cho người nước ngoài ở các đảo thì ta cũng đoán không ít đại biểu trong Quốc hội Việt Nam hiện nay đang mang quốc tịch của tàu. Đất nước Việt Nam nhiều năm qua được sự lãnh đạo tài tình của Đảng, nên hàng ngày hàng giờ, từ quan chức tới người dân đen đều tìm cách tháo chạy khỏi quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng nếu không chạy thì cuộc sống có lẽ là những ngày khốn cùng hơn. Nếu ta ở Hà Nội hay ở Thành Hồ thì không hiếm chứng kiến cảnh ở đại sứ quán và các lãnh sự quán ở các nước châu Âu như Nhật, Hàn, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc Châu, Canada, lúc nào cũng có những dòng người Việt xếp hàng dài cả cây số để xin vào quốc gia của họ. Kẻ đi làm, người đi học, trong thâm tâm ai cũng muốn đi thật xa, nơi khắc khổ bởi lãnh đạo Đảng Cộng sản tài tình. Trong số không ít là đảng viên, quan chức, họ quyết chối bỏ nơi gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa để tìm tới xứ tư bản giấy chết. Chỉ khác nhau giữa đảng viên và quan chức vì một thời vơ vét, sau khi xây dựng tượng đài làm dự án đường cao tốc, xây bệnh viện, trường học, đường xá, dự án này bán đất nọ. Tất cả có một số vốn gọi là thành quả cách mạng đến định cư ở một nước tư bản. Còn dân đen thì cũng đi nhưng có phần khổ cực hơn là phải qua đó lao động mà kiếm sống. Khác với quan chức vơ vét hàng ngàn tỷ ở xứ đứng tên là thiên đường, khi qua đó chỉ mở két mà tiêu không cần tiếc. Dân đen họ tìm cách để vượt ra nước ngoài, để sinh sống, để di tản và các quốc gia đó mang lại ngoại tệ về cho đất nước. Còn đảng viên mà tháo chạy thì đất nước không mất đi một phần chủ quyền thì cũng mất đi đất công sản, tài nguyên khoáng sản. Đất nước gì mà lạ kỳ, lãnh đạo thì tháo chạy trốn dịch, đảng viên thì cứ rủ nhau tháo chạy khỏi quê hương, đem theo biết bao nhiêu là tài sản vàng bạc, cũng có cả máu và nước mắt của nhân dân. Hỏi rằng đất Việt còn lại gì? Ai cũng xem việc chạy ra nước ngoài ở xứ tư bản là lý tưởng. Một người đại biểu đảng viên như Quốc tài sản không dưới 10 triệu đô la, thử hỏi 1.000 người đều như vậy thì đất nước còn lại gì? Lý do tháo chạy của đảng viên nó khác với nhân dân là vì nếu như đảng viên không chạy thì khối tài sản ấy có ngày sẽ bị vào lò của thằng khác. Họ nghĩ kẻ nào mạnh thì sẽ làm vua. Khi quan chức về hưu thì quyền lực không còn, làm sao mà có thể giữ được khối tài sản tham ô bòn rút từ xương máu của nhân dân ấy được. Nếu không tháo chạy, đồng chí gặp nhau bắt tay mặt mừng, chứ nó thuốc khi nào không biết. Và tin thế quái nào được, hai tin, hai chữ đồng chí. Nghe ông Trọng nói sao mà hài hước thế nào ấy.
Ông dạy đảng viên của mình là phải trung thành với đất nước, với nhân dân, mà ông chưa nói cho họ biết đất nước ấy là Síp hay là Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.